Hello, xin chào anh em nha. Trước mắt anh em là một màu áo Dortmund 2021. Màu áo sân nhà nha các bạn. Rồi, màu áo này thì có gì đặc biệt nè. Họa tiết là những cái đường chấm xét. Phía sau là mình đã in phông số KKO Lunar. Các bạn theo dõi phông số trên phông số đọc là KKO.vn nha các bạn. Rồi, màu áo này thì được in chuyển nhiệt toàn thân nha các bạn, với chất liệu vải đây là mề Thái, không đây là mề xuất khẩu, hiện tại mề này mình hiện tại đang cung cấp ra thị trường mề xuất khẩu nha các bạn. Ok, và nếu bạn nào yêu thích những màu áo bóng đá đẹp, những màu áo bóng đá độc lạ thì có thể truy cập vào website của mình kko.vn lựa chọn cho mình màu áo đẹp nhất cho đội tuyển của mình, cho công ty của mình nhé. Thì mọi người, hẹn gặp các bạn trong video lần sau.